Hôm nay là Cà Mau có thêm một chiếc ghe mới để chuẩn bị tham gia giải Festival Ghe Ngô 2024. Đó. Cái cưa gián này là đem qua nhà xe mới chuẩn bị. Hello, hello bạn đang bong thăm TV show mà group bạn ôn ở lớp bên đây xem không video thuộc bạn cái này bong thăm mà mình tỏ về đôi chun bong ôn những tu sanh thêm nào cái đa tục ngộ nhau lại nghe xem mấy ngày này cơ khởi nhà bong ôn bình trang cả một cắt mà còn một con hình ảnh cắt mà tôi ấy này tôi quay bong thăm suôn tích vâng bong thăm TV xin chào tất cả các bạn hiện tại bong thăm cũng lại cập nhật tiếp tục quán nghe ngô tại nhà anh xem mỹ cả nhà hiện tại đang cắt ra này chắc là sử dụng công cái gì này mình làm công anh vũ này đi qua cái này đi qua xứ bản ha bay sao hả? Cậu dán cái này cưa cong để qua bển rồi cậu dán chuẩn bị đóng. Chuẩn bị đóng à? Chùi nào đây? Có tin tức gì đó? Lấy anh lấy con tin thả luôn. Thả luôn à? Anh nói ken là biết. Bây giờ em chưa ăn sáng, em không dám hỏi. Ồ, chưa ăn sáng à? Nghệ nhân đang soạn dán cho chiếc ghe của cậu dân ở cái nhà Cà Mau. Hiện tại đang soạn dán, còn một số dán thì cắt về mà nha xí mới nha. Qua Kiên Giang làm công đó. Hiện tại thì nghệ nhân Danh Vũ đang soạn với anh em cũng nghe Ken rồi đó cả nhà. Hello bung từ hử đa rồi mày ôi thằng cái bảy clip cho thằng thật cái mau hay cắt cổng khác cho tàu thằng cái muốn so rồi bờ kiển ói này xung quanh tàu ói này quá wow. Bữa nay mà cả nhà mình lại thấy dán rút ra hết này quá nhiều dán luôn ha. Hiện tại anh em đang lấy cái phần dán nó ra đó lớn nè trên một mét vuông trên một mét đó là làm công còn cưa mấy khúc kia là chuẩn bị đưa đi Kiên Giang. Đây là thêm một chiếc của cao dân nữa ha cao dân rồi hai chiếc một chiếc nam một chiếc nữ của nông dân A tôi Kiên Giang hút mảnh em quá cả nhà một coi một góc lấy ra luôn mà chở ra đi nhìn dáng miếng miếng quá đẹp luôn cả nhà một miếng ở trên một mét không á thế là sao đá cả nhà cực kỳ snake thợ cũng có chia sẻ cả nhà hiện tại đang phân một mớ đem qua bên mà cây chôm với nhà xí mới em trai Ken nói là chính xác rồi. Chuẩn bị cắt phân ra làm công nha.
mệt. Hôm nay mấy con mệt chắc. Cái vậy đó. Chưa. Ham luôn. Sao? Tôi đi quăng đỡ. Nó cam mà sao đá. Bên dài. Cam về. Mày là sao xịn luôn á ha. Nhìn quá lóng lóng thấy ghiền. Đẹp quá ha. Con nào đóng kêu đi chủ, anh đi chủ coi nè. Con nào đóng có kêu thợ không ha, chú kêu giùm con. À, có thợ ở đây sẵn luôn à. Thợ đây à. Dán có sẵn luôn nè quý ơi. Đây. Dán đóng đây bốn ghe nè, bốn cái ghe nè, còn kêu thêm đưa lại là kêu thêm thành phố. Thêm 50 khối nữa đó. 50 khối nữa đó. Cái này 50 khối đó, con thống ra mới thì có thể qua đây lựa dán nha. Anh nào khơi hay chui surprise anh mới phong. Nào. Phong thăm ọc con bằng ôn chở anh. Nó sang chạy luôn. Ô, anh Phong qua ghe mình thấy vô dầu nhất rồi hả? Rồi ghe vô bữa mấy hai hai ngày rồi. Hai ngày hả? Hai ngày. Bốn chiếc vô hết luôn hả? Năm chiếc. Năm chiếc luôn hả? Năm chiếc luôn. Thứ hai. Năm hai thứ hai. Lúc một chưa đâu đuổi Ba Văn. Ba Văn. Từ đuổi Ba Văn còn xanh luôn. Bây giờ chưa vô. Là đuổi không vô. À, danh thiên, Lâm Thiên Sư Tà Thè dễ. Vậy là 4-5 chiếc đó vô dầu hết rồi ha. Hiện tại thì đang xả mấy cái phần nó lấy công đó nha. Đây là 4 chiếc. Hiện tại là có thông tin trước là 4 chiếc rồi đó phải không anh Phong? Không có đâu, cái đàn khưa này là đem đi nha, cây chôm, cây chôm mới, nhà xi mới, công, còn cái dán anh ai lựa đây là lựa dán cho chùa, mới được thông tin được một chùa, là đó là chùa của Cao Dân Cà Mau, Cao Dân Cà Mau, còn ba chiếc chưa thông tin. Ủa sao? Chừng nào cái nè, họ cho thông tin, nhà chùa người ta cho thông tin mới mình thông tin, chứ đâu thông tin mình không dám đâu. Ủa sao? Có... chết rồi. Vậy mà lãnh đóng nghĩa không cho mình hay đó trời. Nhà xì mới qua bóng lưỡng luôn. Thấy thịt rán này kìa, thấy thịt rán này trong rồi thôi. Thì đó, sao cam mà. Sao cam sao đá, còn người con mèo mới đáng rồi cho mình chia sẻ là Ghi Snang. Ghi Snang. Ừ. Thế là anh Hai Vũ chia sẻ đó, là Ghi Snang. Ừ, Ghi Snang sao dừng. Quá đã luôn, miếng trên 1 mét. Này bề ngang trên 1 mét mà. Ừ. Để nẹp luôn nha. Đặt chưa phải cửa. Hồi qua mình hỏi chưa. Đầu dựng đứng trả vị trí cũ. Còn 3-4 miếng này chuẩn bị đem về Kiên Giang. Bị ơi. Rồi. Rồi. Đây là bao la dán luôn à. Đi gáp gáp điện với chị, nó gáp nó về rồi. Gắp gặp xong nó về rồi. Đi Sơn Anh. Sao đá. Rồi chuẩn bị trả gì với cũ. Lấy hết 2-3 miếng này. Con lính đây đi theo mà. Ờ, có ông kia kia, nhưng mà vậy, anh ai điểm. Vẫn là mấy kia thì trả tiền. Tiền, nhưng không phải còn rồi. Đây, lửa dán nữa bạn em.
đây cũng dán lên, dán cho ghe ngon tạo danh không. Hôm nay là Cà Mau có thêm một chiếc ghe mới để chuẩn bị tham gia giải Festival Ghe Ngô 2024. Đó. Cái cưa dán này là đem qua nhà xe mới chuẩn bị. Đó là hiện tại là dán cũng đã soạn xong rồi, này là đi về hướng Kiên Giang. Còn chiếc ở đây đang chuẩn bị có thông tin mới, đó là chiếc ghe của Cao Dân Cà Mau. Cao Dân của Cà Mau hết cả nhà, lộn, Bạc Liêu hoài luôn. Dán này bữa nay tháo ra cái nhà mình thấy nè, họ mà lộn rồi đó, đỏ lộn luôn hết cả nhà. Quá đẹp, quá quýp luôn nha. Quá đẹp luôn ha. Thì thôi Dũng Thơm xin tạm dừng video ngắn đây. Chương trình phòng thống xôm áp video tầm thế ở khuôn mộng bộ nếu tỏa khả đây tu sản đạo lực kênh phòng thống. Thì vì những chục chứ sẽ đây mình còn lời gồm click chú ý chạy cửa like chú ý subscribe đảm bài tôi nó video thầm tiết. Xôm ở khuôn mộng bộ nếu tỏa khả năng hay phòng thống nâng chạy lệch chuôn thêm. Tớ đang thuộc nạp bó nâng phòng thống nâng bộ to video thêm chú động quân nếu tu sản đạo.